Đây nó bán su hào cà rốt này, một trái là cái này là chết trồng ở nước Đức luôn đấy, có khoai tây nữa, súp lơ nè, cải xanh nè, ấy nè, hành gì cũng có. Cái này là khoai 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 lang ngò, cái này mà mua về nấu cà ri không mà khoai này trắng nè, hành đồ tươi mà fresh mà mạt rồi mà vui không? Nguyên nguyên một cái chợ nha.